Đây rồi. Đây rồi anh em ơi. Đây rồi. Đây rồi anh em ơi. Ui. Rú phi to, rú phi to anh em ơi. Wow, wow, wow. Wow, con này to. Rú phi cụ, rú phi cụ anh em ơi. Wow, wow, wow. Đây rồi đây, đây rồi anh em ơi. Đây rồi anh em ơi, đây rồi. Wow, wow, wow. Ui, cá to anh em ơi. Ui, ui. Ui, rồi phải to anh em ơi. Vớt nó rộng rộng này, bo cá sướng. Tương đối cầu kỳ các bạn. Rồi đẹp. Hi, xin chào 500 anh em nhà mình nha. Hôm nay thì anh em ta đến một điểm câu cực kỳ là mới, cực kỳ là đẹp. Thì trước khi đến đây thì hôm nọ anh em bọn em đã đục lỗ và xảo mấy ngày rồi anh em ạ. Thì hôm nay là em đi câu trước, hôm nào thì thằng của em đi theo sau. Anh em ta gỡ đồ và di chuyển vào bên trong các bạn nhá. Đấy, anh em cùng cuộc của anh em ta phải đi vào bên trong kia cơ. Đường đi cũng rất là khó đi đấy. Đường đi tương đối là bẩn anh em ạ. Úi dồi, bùn đất này. Trời ơi, mới mưa. Trời, mới mưa anh em ạ. Anh à, phải lách qua cái lỗ này mới đi được. Qua đấy. Cảnh đẹp quá. Mưa mà. Wow. Đây em quay cho anh em xem một cái khung cảnh một đoạn đầu vào nhé. Đây anh em ơi, cuộc sống đẹp chưa? Chỗ này không đi ra ở ngoài gì. Đây em phải đi núi nào nhỉ? Ồ thì em đục ở trên đây thôi. Chỗ này nó vướng quá, không ra được các bác ạ. Không chui ra được, quay cho anh em xem. Đấy anh em này, rộng chưa? Ồ, quá đẹp luôn. Đây có một cái lỗ cũng tương đối là đẹp này. Nhưng mà lỗ này không được đẹp lắm. Anh em ta sang cái đặng rìa bèo bên đây. Đằng đấy nó có một dạng rìa bèo nọ, em đã đục lỗ sẵn rồi, giờ chỉ vào câu thôi các bác ạ. Kia là lồng người ta đang có cái đấy gọi là cái gì em quên mất tên nhỉ, cái lờ các bác ạ. Đấy, cái thuyền kia là có lờ, tao họ giải lờ bên mạn dưới này, nhưng mà không sao anh em ta đánh ổ bên trong này không sợ lờ nha. Đi anh em ta rút quân mà kéo đồ trên này.
Trong đây dân họ trồng được những cái dàn bầu, dàn bí đẹp chưa. Đấy các bác nhìn, ấy các cô đang làm việc ở kia kìa. Các cô đang làm việc ở trong kia các bác ạ. Rất là đẹp. Đấy, con sông. Thì ngăn đặt tấn công thẳng ngoài này. Trơn quá. Đất hơi khó đi các bác ạ. Đây. Được nguyên mỏ. Đấy. Các cô đang làm việc. Thời tiết thì hơi nắng các bác ạ. Cái chỗ này thì anh em bọn em thì đã đục ổ được 3 đến 4 ngày, hình như phải là 4 ngày rồi. Hôm nay hai anh em bọn em xuống đục ổ là 4 ngày, xong bắt đầu là nuôi ổ. Mà đến ngày hôm nay thì định là hai anh em đi, nhưng mà thằng kia nó đi làm, thế là thành ra mình đi trước các bác ạ. Và bây giờ anh em ta xào ổ ra đồ này, xào ổ xong đánh luôn. Các cô vẫn đang làm ruộng các bác ạ. Ngồi ở đây nó xa khu dân cư, thế là có người ở gần cạnh đây cũng đỡ sợ. Này đánh con 46T nhá. Đang có bản 15H nó đang về rồi, mà nay em đánh nốt bằng cái cây này. Sau sẽ đổi sang cây 15H các bạn. Phao này đánh phao nhỏ thôi, phao 12. À, đánh con phao 12. Và lưỡi. Nhớ đánh lưỡi ngũ các bạn. Ok anh em ạ, con nước này là chuẩn rồi. Cá chưa biết được con nào mà thả luôn cái giọ anh ạ, cho đỡ động. Giả luôn vợt. Ừ, ok anh em, bây giờ anh em ta xả ổ nhé. Súng mồi này. Đây rồi anh em ơi, đây rồi. Đặt đá rồi. Ui, hai cá chép, cá chép các bác ạ. Con đầu tiên, đóng ngay đuôi. Còn... ok. Chép. Được con chép đầu tiên các bác ạ. Đẹp quá.
chép con. Đang còn mút anh em ạ. Đây rồi. Đây rồi anh em ơi. Đây rồi. Đây rồi anh em ơi. Ui. Rùa phi to, rùa phi to anh em ơi. Wow. Wow, con to. Rùa phi cổ, rùa phi cổ anh em ơi. Wow. Con quá. Chào mẹ ơi, rùa phi to quá anh em ơi. Con này nó phải 2 cân anh em ạ. Lưỡi đâu rồi? Con quăn phải lưỡi rồi.
quá phê anh em ạ. Rồi các bác nhìn này, cái dép của em này. Úi giời. Này to hơn cái dép luôn. Em đo gan tay, thử anh em nhé. Đây gan của em 22 cm đấy. 40 cm các bác ạ. Gan tay 40 cm con này. Và cho khoảng 2 cân, hơn 2 cân đi. Quá đã luôn. Trời ơi. Cá đẹp quá anh em ạ. Ui anh em ơi, cá đẹp chưa bác ơi? Thấy chưa? Để bê cho bác xem lần nữa nhé. À, anh em ơi, phải nói là đẹp xuất sắc và tàn bạo các bác ạ. Cá rô phi bự chưa? Cho luôn vào túi đây. Đấy. Quá ok. Xuống mồi anh em ơi, phê quá các bác ạ. Nhấp quả đè ngon quá. Đâu có tầm kìa. Đây rồi đây. Đây rồi anh em ơi. Chấm ngon, lướt mặt sóng. Chấm ngon anh em ơi. Anh em ơi, được chú chép, đực các bạn. Người nó đài đoàn luôn. Wow, ok, wow phê anh em ạ. Kéo thích thật. Đó, công nhận là ngắm phao thích thật anh em ạ. Ngắm phao phê. Đây rồi anh em ơi, đây rồi. Vào vào vào. Ôi, cá to anh em ơi. Ôi, 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 phi to anh em ơi. Phê quá anh em ơi. Phê. Ui, to. Ui, đồ to rồi anh em ơi. Phê. Wow, cá to, số cụ to. Ôi trời ơi. Rổ to quá. Con này phải giữ chặt chứ. Đè nó xuống một nữa em móc tay chết. Oh.
Về quá nhưng mà con này cho nó về. Này các bác ơi. 20, 40cm không hết các bác ạ. Quá đã luôn anh em ơi. Cho vào rõ quá nhá. Hồ tự nhiên khác. To quá. Ui. Wow anh em ơi, có phi cụ chưa? Phê chưa? À đây. Ui phải nói phê quá anh em ạ. Con phi to thật các bạn ạ. Con này nó to, nó phải 2,5 cân một con. Cái con đầu tiên này khoảng 2 cân, con sau phải 2,5 cân anh em ạ. Phê thật. Này các bác ơi. Chép kia, phê chưa? Úi trời. Quá ok. Nhìn đã thật đấy anh em ạ. À, anh em mình có con nó bơi đầy kìa. Đấy. Được rồi. Wow, được phi anh em ạ. Ui, kéo quả đẹp quá. Cưa kéo, phê. Phi. Dễ. Con này nhỏ anh em ạ, con này nhỏ. Cảm giác đánh cá tự nhiên nó vẫn là phê pha nhất. Mọc chắc thế. Con này mà to như mấy con kia nữa, quá đẹp. Anh em mình cá con nó bâu trên mặt nước nhiều với anh em kìa. Cá mương đấy. Đấy. Đầy rồi. Chú đô phi hồng tươi. Chú đô phi anh em ạ. Hồng tươi luôn. Phi đẹp quá. Úi xà. Wow, rô phi ngon chưa anh em ơi? À, các bác ơi, rô phi ngon chưa? Tầm này muộn khả năng thu đồ về đấy anh em ạ. Quá ok. Ui anh em ơi, hôm nay đánh ở đây phê quá các bạn ạ. Buổi đầu tiên em đánh luôn. Thảo ổ được 3 ngày mà đánh này. Được 2 chép, 2 rô phi to mới được mấy chú rô phi nhẫn nữa. Rô to này nó phải từ 2,5 cân. Nếu đoán phải 2,5 cân mới được mấy chú này. 2 rô phi nhỏ mới 2 chép. Thế tự nhiên đến ngày thì gọi là đẳng cấp đây anh em ạ.
Đấy, đánh chung là phải nuôi ổ. Thôi bây giờ em thu đống này mà về đấy quá nhá. Trời nó sắp mưa to đấy. Đang sấm sấm chớp này em cũng hãi. Mấy nhà xa thôi. Ok. Đấy, nói chung là phải đánh lục thì nó mới ngon như anh em ạ. Đánh lục nó mới sướng. Chứ đơn đài thì không ăn thua đâu. Nắng quá. Vậy thôi. Úi dồi. Khiếp rô luôn. Vẫn muốn cho anh em xem thành quả. Ê, nói chung là trên hình nó chỉ là một phần thôi. Mà anh em phải so với cái rep. Rep em cỡ 42 các bác này. Đấy anh em nhìn ra. So với cái rep em cỡ 42. Con rưới to nhất. Ok. Về các bác nhé.